Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn về cái sử dụng Docker. Thì bữa nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn là sử dụng Docker và tôi sẽ hướng dẫn các bạn là build ra một cái Docker image từ cái source code Java với lại cái công nghệ là Big Boot. Thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn như sau. Thì đầu tiên thì các bạn có thể tìm hiểu về cái lệnh Docker build này. Đó, thì đây, đây là cái lệnh Docker build này, các bạn hãy vô đây đọc và tìm hiểu về cái lệnh Docker build này. Rồi, bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là tạo ra một cái project Java. Sử dụng công nghệ là Ring Boot. Đây, tôi sẽ file này, new này. Tôi sẽ chọn cái Ring Tater project này. Rồi. Ở đây tôi sẽ có một cái project là demo Ring Boot Docker này. Rồi cái Java này tôi sẽ chọn là Java version 8 này. Vì máy của tôi là Java version 8 này, tôi sẽ chọn vô là version 8 này. Rồi mấy cái kinh này tôi sẽ chọn là cục ra. Rồi theo là mấy cái group thì tôi để như vậy. Đó. Rồi cái version thì tôi sẽ để là 1.0.0. Rồi theo tính tích net này. Rồi theo thì tôi sẽ chọn vô cái Ring Boot DevTool này. Tôi sẽ chọn thêm cái Ring Web này. Rồi cái version của Ring Boot thì tôi sẽ chọn là 2.6.10 này. Rồi tích cho finish này. Rồi nó đã tạo project cho tôi này. Bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái bucket nữa là cái bucket container. Rồi trong cái bucket container này tôi sẽ tạo ra một cái class là hello demo đi. Demo container. Rồi cái này tôi sẽ cho nó cái action a cộng test container. Rồi trong cái demo container tôi sẽ đi tạo ra một cái API. Ví dụ như là say hello đi. Rồi tiếp theo tôi sẽ cho nó cái action get mapping. Và tôi sẽ xuyệt cho hello này. Rồi theo là xuyệt cho cái param. Rồi tiếp theo tôi sẽ cho nó cái action a cộng respond body. Rồi theo thì để lấy ra được cái param này thì tôi sẽ có cái action a cộng path variable. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ ship out ra, ví dụ như là hello cộng với lại cái param truyền vào. Rồi theo tôi sẽ return về tôi sẽ return về cái chuỗi là hello cộng với lại param. Rồi tôi cho save. Đó, bây giờ tôi sẽ đi run cái ứng dụng này lên. Rồi nó đã tạo lên được ở cái bot 8050 như vậy. Và bây giờ tôi sẽ lên trình duyệt và tôi test thử cái ứng dụng này. Thì tôi sẽ vô cái bot vô cái localhost này. À, 8080 này. Rồi theo là xuyệt đến cái hello này. Xuyệt vô cái ví dụ như Adam chẳng hạn. Đó thì nó trả về tôi là cái chuỗi Hello Adam như vậy. Rồi theo thì check được console thì tôi thấy là nó in ra được Hello Adam. Đó thì đây là một cái project đơn giản. Thì bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là tạo ra cái Docker file và sau đó tôi sẽ hướng dẫn các bạn build ra một cái image. Tôi sẽ top cái ứng dụng này. Tiếp theo tôi sẽ đi tạo ra một cái file gọi là Docker file. Rồi nếu mà các bạn tạo ra cái Docker file lần đầu thì nó sẽ show lên một cái hộp thoại thì nó cần thêm một cái extension. Đó thì các bạn click chỗ OK. Thì các bạn có thể cài đặt cái zipper IDE này. Đó thì nó sẽ hỗ trợ cho các bạn cái extension để mà hỗ trợ cho cái Docker file. Đó, tôi sẽ click chỗ install này.
Rồi theo tôi đi vô I'll set cái điều khoản. Để tôi upset những cái điều khoản của nó này. Tôi đi vô finish này. Rồi, tiếp theo tôi sẽ edit lại edit này. Đó, thì bây giờ cái Docker file bây giờ nó sẽ có cái icon của thằng Docker như vậy. Rồi bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn viết cái nội dung cho cái file Docker file này. Thì đầu tiên tôi sẽ có cái lệnh nhập form này. Ví dụ như là tôi form từ một cái base email là Java 8 chẳng hạn. Tôi sẽ nốt ở đây là comment ở đây, tôi thăng để comment nhé. Tiếp theo là tôi sẽ tạt click vào bay email. Thì cái Java 8 này là một cái email ở trên thằng Docker Hub, thì tôi sẽ có lệnh form này để cho nó pull về và nó sẽ sử dụng mấy cái thư viện của Java để mà nó build cái email cho tôi. Tiếp theo là cái volume. Là tôi sẽ duyệt cho cái tem, tức là cái folder để mà tôi build đó. Build và chứa email đây. Tôi theo thì tôi sẽ có cái tôi sẽ cần phải add cái file ra vô cái container. Đây tôi sẽ nốt này là add the application ra to the container. Tôi sẽ có cái lệnh là add này, target này, thì target là do cái folder target này này đó. Thì tôi cần phải để cái tên file ra vô đây, thì tôi sẽ build đi thực hiện đi build cái project này ra cái file ra. Thì tôi sẽ show in terminal này và tôi sẽ đi thực hiện build ra cái cục ra trong cái folder target này, thì cái folder target này nó chưa có cục ra này. Thì tôi sẽ có cái lệnh là mvn min install và tôi muốn build thì tôi muốn keep cái build cho cái folder test, thì tôi sẽ có là trừ d maven chấm test chấm skip đó, và tôi sẽ nhấn enter để nó thực hiện build ra cái cục ra cho tôi. Đó, nó ra báo mà đã build success. Thì bây giờ tôi sẽ đi refresh lại cái folder target này. Đó, thì bây giờ nó sẽ có tôi một cái file ra như vậy. Đó, thì tôi sẽ copy cái tên file này và tôi bỏ vô cái chỗ này. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ copy vào cái container với cái tương ứng với cái tên là cái file ra như vậy luôn. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ có cái sau khi copy được cái file ra này vô cái container với cái tên này, thì tôi cũng sẽ phải cần phải có một cái lệnh để mà thực thi chạy cái ứng dụng từ cái file ra này. Tôi sẽ comment ở đây là execute application, thì tôi sẽ có cái lệnh là entry point. Thì cái lệnh entry point này tôi sẽ cần phải truyền vô một số cái tham số sau. Tiên là tôi sẽ có Java này, tức là cái component của Java này. Tiếp theo là tôi sẽ có cái lệnh mà tôi muốn thực thi là cái ngang ra để mà chạy ứng dụng, thì đây là cái lệnh để mà chạy một ứng dụng. Tiếp theo là cái tên mà tôi muốn tên của cái container mà tôi muốn chạy là cái tên này đó. Đây đây là cái tên của cái container này đó. Rồi tôi đi cho save này. Đó, bây giờ chẳng hạn tôi tắt đi rồi mở lại cái Docker file này. Đó, thì cái format của thằng Docker file khi mà tôi
đặt cái nút in zipter rồi thì nó sẽ có cái format đẹp hơn này đó, trông như vậy nó sẽ dễ nhìn hơn. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn build ra cái email cho cái project của tôi, và sau đó tôi sẽ hướng dẫn bạn run cái email này đây. Thì tôi sẽ mở cái Windows PowerShell này này, tôi sẽ đi vô ổ D này, tôi sẽ đi vô cái folder chứa code của tôi. Đó, thì đây là cái folder chứa code của tôi, nó ở đây. Thì bây giờ ví dụ như là tôi sẽ mở tiếp một cái Windows PowerShell nữa. Thì chẳng hạn như là bây giờ tôi sẽ có lại là Docker PS này để kiểm tra xem là có cái email nào đang chạy hay không. Thì chưa có cái Docker nào đang chạy thì tôi sẽ cần phải tạt cái Docker Desktop này. Đây là cái Docker Desktop của tôi sẽ chạy nó lên này. Đó thì tôi đã chạy cái Docker Desktop lên. Và bây giờ thì tôi chưa có cái container nào đang chạy hết này. Thì bây giờ tôi sẽ mở cái lại cái Windows PowerShell này. Và tôi gõ là Docker PS. Đó thì bây giờ các bạn thấy là không có cái container nào này. Thì bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn build build ra cái Docker image từ cái Docker file này. Đó. Thì tôi sẽ mở lại cái Windows PowerShell này. Thì ví dụ như là ở đây tôi sẽ có là Docker image này, để xem là tôi đang có những cái image như thế nào nha. Thì tôi đang có hai cái image là MySQL và Hello World này. Thì bây giờ tôi sẽ đi build ra cái image của tôi từ cái Docker file này. Thì tôi sẽ có cái lệnh là Docker build. Thì tôi sẽ có cái lệnh Docker build này, cái nhãn app này, Docker file rồi chữ T này, tiếp theo là cái tên của cái container, cái image là Docker Linkboot Docker như vậy, demo Linkboot Docker như vậy, và tôi sẽ build ra tại cái folder hiện tại, nên là tôi sẽ để là cái dấu chấm như vậy. Đó, các bạn chú ý cái dấu chấm này. Rồi theo tôi sẽ nhấn Enter này. Đó thì bây giờ các bạn đang thấy là nó đang loát và đang build cho tôi này. Rồi nó đã build xong thì bây giờ tôi có lại cái lệnh Docker image đó, thì bây giờ các bạn thấy là nó có sẽ thêm cho tôi một cái container là demo linkboot Docker này đó, với cái tag là native, cái version là native này. Thường thường thì người ta sẽ không để là native mà người ta sẽ cho một cái version nào đó, thì để mà build ra với một cái version nào đó thì các bạn cần phải thêm cái tag ở cuối cho nó như sau. Các bạn sẽ thêm là hai chấm này, ví dụ như tôi sẽ cho cái version là 1.0.0 này đó, tức là cái tag của tôi sẽ cho là 1.0.0 như vậy. Bây giờ tôi sẽ đi thực hiện build lại này, tôi nhấn enter này. Rồi nó đã build xong rồi, tôi sẽ có lại cái lệnh docker image này đó. Thì bây giờ các bạn thấy là bây giờ nó sẽ có thêm một cái container là demo linkboot docker với cái tag, tức là cái version là 1.0.0 như vậy đó. Rồi tôi cũng nên Docker Desktop và tôi refresh lại thử. Tôi sẽ vô cái mục email này. Đó thì bây giờ tôi sẽ có hai cái email là demo linkboot Docker này với hai cái tag khác nhau này. Một cái tag là native và một cái tag là 1.0.0, tức là cái version của nó này. Thì cái native này tôi không cần thì tôi sẽ xóa đi này. Tôi sẽ remove đi này. Đó, tôi sẽ giữ lại cái email với cái tag là 1.0.0 như vậy. Rồi tiếp theo tôi sẽ mở cái Windows PowerShell khác này này. Rồi, bây giờ tôi sẽ đi chạy cái email mà tôi vừa mới build ra. Tôi sẽ có Docker PS này. Bây giờ chưa có cái container nào đang chạy này. Thì bây giờ tôi sẽ đi chạy cái email này. Thì tôi sẽ chạy như sau. Tôi sẽ có là Docker này, run này, chữ P là cái bot mà tôi muốn expose ra. Tôi sẽ cho expose ra cái bot ở localhost là 8081 này, từ cái bot của cái ứng dụng của tôi là 8080 này. Thì mặc định cái ứng dụng linkboot đó expose ra cái bot 8080 thì tôi sẽ trở về cái bot là 8081 ở local này. Rồi theo là cái tên tên của cái
cái email của tôi là demo reboot Docker này. Rồi tiếp theo tôi sẽ cho nó thêm cái tab là cái version vô này, 1.0.0 này. Rồi theo tôi sẽ nhấn Enter này. Đó thì các bạn đã thấy là mấy cái console nó bị show ra tôi là Tomcat đã tạt được cái bọt 8.0.0 này. Đó, đây là cái console từ cái ứng dụng của tôi này. Rồi theo tôi sẽ lên trình duyệt và tôi sẽ test lại cái ứng dụng này với cái bọt mà tôi expose ra là 8081 này. Đó, tôi nhấn Enter này. Đó thì nó cũng tương tự, nó cũng show ra là Hello World, Hello Adam cho tôi này. Tương tự thì chat ở trong cái thằng container thì các bạn cũng thấy là cái email nó cũng đang ở status là đang chạy như vậy. Đó. Đó, như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn build ra một cái Docker image từ cái source code Java với lại công nghệ là Ring Boot. Đó. Thì tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Và buổi tiếp theo tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn sử dụng một số cái lệnh Docker command line phổ biến. Thì hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.